bây giờ anh muốn được bù vào em. Mà nếu em thấy cuộc đời còn nhạt để anh dùng nhạc cùng với xào lên. Anh biết em khổ từ nhỏ, ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền. Khi em phải sống trong một gia đình có một năng lực tài chính siêu nhiên, nghe thoảng thoảng là em chủ tịch, hoặc cả tháng vẫn không đủ lịch. Mẹ làm chủ một chuỗi nhà hàng, mở chục chi nhánh ở tận Biên Sinh. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải bận quên mình. Em đi siêu xe, em mở biệt thự, cứ sao em vẫn lận đận duyên tình. Vì bạn anh thì on the beat, anh nhìn em thì yêu ra phách. Ba mẹ anh thì lo ra tên, sẽ dây tơ hồng của đôi ta cắt. Không cần phải một mình mỗi ngày hai trước khi lấy làm cháu. Hai mình ăn em bước đầu tập ngoan, ước tình bước tình mình sẽ trăm năm. Nên
Từ đây